Lô lô lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi người. Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục soi một set đồ của một cao thủ, đó là Thanh Long Support cho anh em xem. Tầm này thì anh em cũng có nhiều anh em hỏi về set đồ của anh Long, thì chúng ta cùng xem sơ qua nha. Ngày hôm nay Thanh Long được top 8 với 76.194 mạng và tử vong 20, và có cho mình được 39 liên chạm, cũng là một trận đấu khá là hay. Còn ngày hôm nay Khải không đánh nha mọi người, hôm nay Khải mua hai deck đánh cho vui, không có đánh nhiều, thì Khải được 50 mấy k thôi. Là anh em nhìn sơ qua sơ đồ của Long như thế nào, anh em nhìn sơ qua nha. Hiện tại đang là một cái kết phát sáng như nào, kết phát sáng này, kết phát sáng màu vàng nha mọi người. Rồi mình thấy đứng đây chạy không tiêu đây, kết phát sáng màu vàng như nào đây, một cái kết phát sáng màu vàng đó, loi sắc nội công 195, loi sắc nội công 195, sinh lực nỗ lực không bằng 25, một cái nón không banh 18, thời gian động 30, sinh lực 152, một cái áo phù hợp 40, phần thủ lý 24, sinh lực nỗ lực, một dây chuyền 140, thì đang có 85 trọng cho người, một cái tay làm chón, sinh lực nỗ lực kháng hỏa 23, 140, một ngọc bội kháng hỏa 11, 140, thì có 80 chón nè, 80 chón 80 trọng đó, có 80 chón 80 chón 80 trọng rồi, một cái nhẫn kháng độc 21, sinh lực 111, nỗ lực 72, và một đôi giày tóc 39, sinh lực 152, trường hoa xấu, quên, sinh lực 153, trường hoa xấu. Đó, đôi giày này khá là đẹp này mà, khá tương đối gần 10 giày tím này. Nói chung là Khải cũng đang định ép đôi giày mà từ từ này mà, thằng này chưa có hiện tình là chưa ép á. Rồi, tiếp tục là một cái nhẫn kháng loa 29, đại lưng kháng loa 27, sinh lực 140. Thì nói chung sinh đồ thì cũng auto kháng đồ, sinh lực, nỗ lực khá đẹp này mà. Chỉ có cái nhẫn này chưa sinh lực này, nhẫn bọn này chưa sinh lực thôi, còn lại tất cả đều sinh lực khá là ok. Giờ đang thì cứ ưu tiên sinh lực nha nè. Ở tầm này thì với ạc đó thì giờ đang nó cũng hơn Khải nghĩ dưới máu dưới ngựa chắc cũng hơn 2k, hơn 2k máu, với lượng mana thì cũng hơn tầm 10k đó. Đó là sinh đồ của Thanh Long nha nè, hạng 25 server nha nè mà, hiện tại này đang cấp 119 đó. Thì ngày hôm nay được top 8 thì nói chung được 3 món tím nè, được 3 món tím nha mọi người. 3 món tím thì tương đương 3 món tím này thì khoảng hơn 2 triệu nè, bằng tím này thì khoảng hơn 2 triệu. Thì nói chung tổng set đồ này của Long thì cũng tầm giá khoảng tầm 3 triệu quay đầu nữa mà. 3 triệu quay đầu. Một con set đồ gọi là tầm trung cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Thì đồ tím nó đã rẻ rồi. Thì với cái số tiền này thì anh em có thể chơi vô tư nè. Đồ tím rẻ ở đây là do những cái món tím chỉ ép 4 dòng thôi nè. 4 dòng thì nó khá là rẻ nè mà. 4 dòng. Còn đợi cái áo này thì là mắc nhất nè. Cầu khí này tiếp theo nè, đến bao tay này rẻ nè mà. Bao tay này ép xịt nữa 2340 nha. Rồi. Chúng thì anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Thanh Long Support một like, chia sẻ, ủng hộ cho nữa mày. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đây nè, anh Long này cũng có like trên kênh YouTube nha nè. Anh em nào có theo dõi anh em sẽ biết cái gì anh em ủng hộ nha. Đó, một cái kích 195 dạ thôi, chủ yếu 3 món tím nè, mà còn mỗi món xanh này khá tương đối tầm trung mà. Đó, còn bên Khải thì khoảng 4 món tím nè. Khải hiện tại đang cố gắng lên một cái đôi giày kim nữa là có thể nói là đầy đủ nha nè. Đó, nó thì có nón thổ Khải chắc không cần nữa mà, đôi giày Khải hơi phèn rồi, tóc có 30 á. Đây, cái chung này một ngày mới trong lao vậy nha, xem video vui vẻ nha, bye bye, hẹn em vào những video tiếp theo nha mọi người.